Xin chào mọi người nha. Buổi chiều hôm nay thì mình sẽ ăn trứng, cá trứng nha. Rồi chiên cơm trứng ăn ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm nóng chảo ha. Nóng chảo lên. Trong khi chờ nóng chảo thì mình sẽ xúc cơm ra to. Nóng rồi mình cho dầu vào. Đây. Rồi mình chán dầu đi. Rồi. Rồi quên chứ. Rồi xài bè cái trứng. Bè cái trứng gà. Mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra nha. Tiên là phải cho nó ra chén chứ bạn. Rồi. Quá. Quên chứ. Lòng. Bây giờ cho cái chảo nó nóng dầu lên luôn. Sau đó cho cơm vào. Rồi bây giờ sẽ tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng ra, dùng hai cái đũa. Không được nha. Dùng cái muỗng đi. Rồi bây giờ thêm trái trứng nữa. Cho đỏ vào. Rồi thêm trái nữa. Đây. Lấy muỗng xúc lên. Lên khi mà kẻ cơm và kẻ lòng đỏ trứng đó dèo hết như thế này nè, dèo được. Ta sẽ cho các nguyên liệu vào ở đây ăn hạt nêm ha, nêm rồi. Muối là không thể thiếu với con, để cho con người hoạt động. Muối rất là quan trọng ha. Không có muối là con người không sống được.
Đây, cho đường vào. Xong rồi mình cho mắm nữa nha. Mắm nữa. Cho 2 thìa cà phê nước mắm. Rửa tay cái. Thì mình sẽ chọn lên. Nó thơm ở mặt rồi á. Xong rồi mình cho lòng trắng trứng vào nha. Trứng này mình đổ vào. Đây. Cái này mình không dùng rồi. Bây giờ mình sẽ trộn đều lại để tiếp. Đó, cơm khi đó thì nó không có bị dính kiểu gì đó. Dính cục lại khó ăn. Chờ cái lòng trắng trứng nó đóng lại. Chính là ok. Trong gian dục vỏ á. Vỏ trứng nè. Rồi. Cộng thêm chí nữa. Để nó khô nhanh hơn mình nè. Đậy nắp lại ha. Nếu bạn nào có topping gì rau củ ha, cà rốt gì nữa đây, bông cải xanh nè đó, các bạn bỏ vào luôn. Gì đã ăn được đó mà mình chiên thêm tí nữa cho nó khô khô chứ. Thì mình sẽ cho nó ra tô. Tắt kìa. Để tô. Sắp. Lấy cái muỗng. Ok. Vậy là chúng ta đã có một cái chén cơm trứng rồi.